Vừa rồi thầy Khoáng Chí Hùng đã trình bày chúng ta về bí áo của thượng đình rồi đó mà hả? Theo chỗ tôi biết thì cái chỗ trung đình nó quan trọng lắm ha. Vậy trung đình nó bao gồm phần nào đây? Đó nó nằm ở khuôn giữa khuôn mặt của mình, trong đó có mắt, mấy mắt, má, lỗ mũi, lỗ tai. Sự thật coi thế nào mới được rõ đây hả thầy? Nếu như nói tới trung đình, chúng tôi nhắc về mắt trước. Đầu tiên phải nói về con mắt của mình trước mới được. Nói một cách tổng quát về mắt của mình cũng chia thành mấy loại sau đây. Thứ nhất là bạch nhãn, thượng tam bạch nhãn, hạ tam bạch nhãn, cùng với tứ bạch nhãn, cuối cùng là đào hoa nhãn. Nhất bạch nhãn chúng tôi còn gọi là nguyên ương nhãn. Người mà có cặp mắt như thế này bụng dạ khó lương thiện lắm. Ngoài ra họ còn gặp phải về tai nạn lưu thần. Tại sao có tình trạng như vậy? Bởi vì người có loại nguyên ương nhãn này thì lực của họ không được tập trung, cho nên dẫn tới tình trạng gặp tai nạn lưu thần. Ngoài ra chúng tôi còn nói tới thượng tam bạch nhãn. Loại người có thượng tam bạch nhãn này tính tình hơi hiểm ác. Khi những người có loại hạ tam bạch nhãn này thì họ lại có trí tiến thần. Cả hai loại thượng tam bạch nhãn lẫn hạ tam bạch nhãn, những người mà có loại mắt này cũng sẽ bị tai nạn lưu thông thôi. Cả hai loại thượng tam bạch nhãn lẫn hạ tam bạch nhãn này đồng thời khi bị tai nạn sẽ đưa đến tình trạng gãy tay và gãy chân. Nó chỉ là thường thôi, không có gì tốt cho mấy. Trong khi đó người có loại tứ bạch nhãn tính tình hơi sôi động một chút, cá tính của người thì hơi cộc cằn. Những người có loại mắt nhãn này ham thích tính toán mưu đồ của cá nhân. Ngoài các loại này còn một loại nữa kêu là đào hoa nhãn. Người loại mắt có đào hoa nhãn này thường cặp mắt họ hơi nhìn lên, trong cặp mắt của kẻ này thường tràn đầy nhựa sống và ướt át. Chẳng chứng như vậy, người có cặp mắt này cũng lại xuất hiện ra một đóa hoa đào. Nếu nói phải nói tới kẻ này là con số đào hoa, có đào hoa hay không phải phối hợp luôn cả gương mặt mới có thể xét đoán được và tìm hiểu ra được. Còn vấn đề lông mi mắt con thấy coi thế nào? Nói tới lông mi mắt nó chia ra thành nhiều loại khác nhau. Lông mi mắt có loại dài nhưng mà cũng lại có loại ngắn. Ngược lại có một loại nữa là hơi cong xuống một chút. Nhưng mí mắt chỉ thường thì mí mắt cong lên, loại này đặc biệt chút. Vậy đẹp lắm hả? Loại lông mí mắt dài thì có nhiều đặc điểm gì hay không? Người có lông mí mắt dài có cái đặc trưng cho chúng ta thấy là tính tình của họ hơi nóng nảy một chút. Còn những người có lông mí mắt ngắn thì tính tình của họ rất dễ cảm xúc với mọi người. Đúng như vậy. Ngoài ra còn một loại khác nữa là lông mí mắt hơi cong xuống một chút. Khi đã cong xuống như vậy thì thường đâm vô cả con người nữa. Vấn đề này phải nói rõ ràng hơn nữa. Thường hay bị đau về mắt. Tức là đau con người. Đúng vậy. Điều đó cũng cho chúng ta biết là kẻ này bị đau về cốt xương bởi vì lông mi mắt đã đâm vô con người. Người như vậy sẽ ảnh hưởng tới cốt xương. Như vậy tôi thường nghe mấy ông bói toán nói về cái sống mũi. Họ nói coi về sống mũi có thể coi được tài vận, sự nghiệp. Riêng đối với thầy phải coi thế nào? Mũi thường hay chia thành các loại sau đây. Về lỗ mũi thì chia thành mũi lớn và mũi nhỏ. Trong đó có loại mũi la mã. Có một loại chúng tôi gọi là mũi sáng ý. Mà cũng có một loại nữa chúng tôi gọi là mũi ân. Những người có loại mũi ân này thường thường tính định của họ hơi nóng bỏng hơn. Nhưng mà nói về cá tính của họ thì hơi bồng bột và hấp tấp một chút. Nhưng mà nói về đường sự nghiệp thì họ được thành công. Nói qua tới mũi sáng ý, những người có mũi sáng ý như vậy ở chuẩn đầu của họ có một làn đèn cho chúng ta thấy. Người có lỗ mũi này, họ thích tìm hiểu về gốc gác căn nguồn của kẻ khác. Chính bởi vì thích như vậy cho nên họ mới nảy sinh ra trái ý kiến. Ngoài ra phải nói qua loại mũi lớn. Những người có loại mũi lớn thông thường là loại người như vậy. Thường họ thường hay chắc loại lỗ mũi lớn hít mũi chứ gì. Những loại mũi lớn kiểu này cho chúng ta biết rằng họ háo sắc mê gái bởi vì họ được sung sức và khỏe mạnh. Chỉ đơn giản vậy thôi. Riêng về loại mũi nhỏ thì thế nào đây? Những người có lỗ mũi nhỏ thông thường thì hay thích tự họ đi khai quang. Việc gì họ cũng làm trước đã. Ngoài ra đó còn có một loại mũi la mã. Những người có lỗ mũi la mã, họ thích nghi về những công việc như là công quân căn chính. Những công việc như vậy có thể nói là thích hợp cho họ lắm. Cuối cùng còn loại mũi gọi là mũi do thái. Những người có lỗ mũi do thái như vậy họ thích hợp về thương nghiệp và kinh doanh. Thông thường những nhà thương gia kinh doanh đại đa số có lỗ mũi do thái kiểu này. Tại cái loại lỗ mũi do thái này là kinh doanh tốt lắm. Bây giờ được, giờ cảm ơn thầy. Giờ con gái, lỗ tai và cái má phải coi thế nào? Trước hết chúng tôi xin trình bày về má trên gương mặt của mình. Gò má trên gương mặt của mình nó sẽ chia thành mấy loại sau đây. Nó chia ra thành má ngang, má cao và loại má thấp. Và có loại không có gò má nữa. Đây tôi xin trình bày về loại má cao. Những người có loại má cao tính nết thường hay sôi động về nội tâm. Nói về đường sự nghiệp thì họ lại được thành công. Gò má của mỗi người có thể nói là đại diện cho từng địa vị của mỗi người. Nói cho đúng ra như vậy. Đúng như vậy. Nó phải là quyền thế cho nên địa vị của người như thế nào đây. Nhìn gò má sẽ hiểu rõ nhiều hơn. Ngoài ra còn có một loại nữa là người không có gò má. Những loại người này tính ít của họ thì thích tự do. Họ rất ham thích những nghề nghiệp nào được tự do. Ngoài những gò má này ra, còn một loại gò má ngang. Những người có loại gò má ngang này dĩ nhiên tính ít của họ rất là ngang ngược. Gò má thấp phải coi thế nào? Những người có má thấp thì họ rất thích tự do. Nên tất cả những nghề nghiệp nào có hình thức tự do họ đều gói ghép trong khuôn khổ này. Còn về lỗ tai phải coi sao? Nói về coi lỗ tai, chúng tôi cũng chia thành nhiều loại. Có loại lỗ tai luân phiên cát phản. Đúng như vậy. Có một loại lỗ tai gọi là nhĩ châu. Có một loại nữa gọi là không nhĩ châu. Ngoài ra có một lỗ tai vừa nhỏ là vừa ngắn. Trước hết chúng tôi nói về loại lỗ tai luân phiên cát phản. Những người có loại lỗ tai kiểu này lúc thiếu niên thì nhiều bệnh hoạn lắm. Chúng tôi tạm gọi là nhi đồng khó nuôi. Tuổi nhỏ rất là nhiều bệnh. Tuổi nhỏ nhiều bệnh. Đó là tiểu nhi đồng khó nuôi. Nếu mà kẻ đó trong lúc tuổi nhi đồng nếu không có điều gì xảy ra
Cũng có thể là gia đình của họ lúc bây giờ chật vật lắm. Cha mẹ của họ ngay lúc đó cũng gặp nhiều điều khó khăn lắm. Tức hoàn cảnh không tốt. Đúng vậy. Riêng có người có loại nhĩ châu. Người có loại nhĩ châu chúng tôi gọi là Phật nhĩ. Người có loại nhĩ châu này tính tình lương thiện hiền hòa. Ngoài ra họ còn đặc điểm nữa là họ rất thích chơi những loại vé số hay là chơi cá ngựa. Chắc là trống ha. Đúng như vậy. Còn một loại nữa gọi là vô nhĩ châu. Những người có loại lỗ tai này, tính ít của họ thực ra là rất chủ quan và cố chấp. Cho nên chúng tôi gọi lỗ tai đó là gọi lỗ tai mỏ gà. Sao chót chúng tôi đề cập lỗ tai ngắn. Những người có lỗ tai ngắn này không có gì đặc điểm đâu. Riêng về sức khỏe thì có một chút trở ngại thôi. Nếu nói về phái nam mà thuộc loại lỗ tai ngắn này thì sẽ bệnh về thận. Còn người phái nữ thuộc loại này thì sẽ bệnh về phụ khoa. Tôi được quá rõ ràng hết rồi. Tôi thấy rằng quý vị khán giả nó thuộc về loại gò má nào hay là loại lỗ tai nào. Cảm ơn thầy nhà bên nào. Đối diện của chúng tôi, cô Lý Thành đang muốn tôi tách thầy Lưu Diệu Cường. Để coi thầy nói thế nào. Về Trung Đình với Thượng Đình thì chúng ta đã trình bày xong với quý vị khán giả rồi. Bây giờ xin thầy hãy vui lòng trình bày luôn bộ phận Hạ Đình. Thật ra Hạ Đình bao gồm mấy vị trí nào vậy hả? Nếu chúng ta chuẩn ở đầu lỗ mũi, kẻ ăn con đường ngang, thì chạy đó trở xuống thì coi như là Hạ Đình. Ở đây nó tỏ ra chúng ta biết là về thời vận của con người, có được may mắn hay là không. Nếu coi thì phải coi chỗ nào trước. Nhân trùng, pháp lĩnh, rồi xuống tới cái cành nữa. Tất cả khu vực này đều là vị trí Hạ Đình. Vậy chúng ta bắt đầu coi từ nhân trung với pháp lệnh trở về sau để coi thời vận như thế nào. Trước hết là coi nhân trung, vì vị trí này rất là nhiều hình thức lắm. Chủ yếu là mấy loại sau đây. Trước hết là loại mì của nhân trung hiện ra rất rõ ràng, bởi vì vị trí này có thể liên quan tới sinh sản. Nếu phái nữ thấy hiện rõ cái bì của nhân trung trước thì mang cái bầu đầu tiên, thông thường thì phải là sinh con trai ha. Còn bì của nhân trung hơi tròn trịa, thông thường bầu đầu tiên phải sinh con gái. Nếu sắp đó một cách bình thường, người mà có đầu nhân trung hẹp, cuối nhân trung rộng, người đó mới là tốt tướng. Chính như vậy cho chúng ta thấy là nếu phái nữ sẽ sanh được con vuông tròn, trong khi nói về bối toán của tướng mạo, bất cứ là bộ phận nào trên gương mặt mình đều tròn trịa cả. Nếu nhân trung mà bị no tròn thì sanh đẻ rất là khó khăn. Điều tốt nhất là nhân trung phải thẳng xuống, giống hệt như là con sông vậy. Còn một loại nhân trung nếu nhìn thấy dưới hẹp mà phần trên lại rộng thì cho chúng ta thấy phái nữ nhất định là có bệnh sản khoa, phụ khoa. Ngoài ra chúng ta cũng thường hay thấy dải của nhân trung có nốt ruồi hay là đường trắng ngang, nó đã làm gãy cái nhân trung thì cho chúng ta thấy là người phụ nữ nhất định sẽ bị bệnh sản khoa, phụ khoa. Có nhiều người nhân trung bị xéo hay là bị lệch qua một bên. Đó đã cho chúng ta thấy lòng dạ của người này cũng như là bản tánh của người này nữa. Nếu mà bị nhân trung xéo lệch qua chỗ nào đó thì người này là kẻ láo xược. Nội tâm của người đó không phải là người lương thiện. Nói cách khác là không được thành thật lắm. Vậy đó. Thì ra nhìn nhân trung coi được nhiều điều như vậy. Còn pháp lệnh thì sao? Đối với pháp lệnh mà nói về nam về nữ có chút khác biệt với nhau. Pháp lệnh có nghĩa là luật pháp với mệnh lệnh. Đó cũng là thể hiện ra tư cách của con người hay là nói điều gì ra có ai chịu chấp nhận nghe không. Nói thế nam thì phát hiện ra sự nghiệp trước. Thường thì pháp lệnh nào bị gãy thì tướng người đó không tốt. Tốt nhất là phải rõ ràng. Ngoài ra có nhiều người pháp lệnh phải chia ra làm hai và chia thành hai nơi. Những người có pháp lệnh kiểu này trong cuộc đời của họ có cơ may. Nếu phái nữ mà có pháp lệnh xong thì hôn nhân cuộc đời không được hạnh phúc lắm. Có thể lăn lộn ở đời rất sớm lắm. Nếu có chồng thì không thuận ý chồng và làm việc rất cực khổ. Nếu như mà có chồng rồi thì nhất định hai vợ chồng không được sum họp lắm. Có nhiều người pháp lệnh bị gãy, cái đó cho chúng ta thấy là chắc chắn là họ bị gãy chừng, đồng thời có cơ hội làm phẫu thuật. Nhưng với kiểu pháp lệnh như vậy có nhiều người sống rất là dài lắm. Có nhiều kiểu pháp lệnh dài xuống dưới cạnh. Sách vở cho biết nếu kẻ đó sống ngoài 80 hay là không thì nhìn pháp lệnh người đó sẽ rõ. Có loại người pháp lệnh khung lại và cái miệng cũng vậy thì người đó lập địa hạ nhất thì nhất định người đó sau về già sẽ bị thần cổ hay là bị ung thư gì đó. Thì ra là như vậy. Nè, xin thầy nói về mô răng, tại vì hai bộ phận này có tính cách liên quan thắt chặt. Thật ra nếu nhìn về hai bộ phận này có thể coi được đường đời cá nhân như thế nào không? Thật ra răng với môi của mình trên gương mặt trong bối toán chúng tôi gọi là xúc nạp hay là thủy tinh. Đó là cơ quan ăn nói trong thực của một người. Đó cũng là thể hiện ra lọc ăn của từng người. Trước hết tôi xin trình bày về răng. Răng quan trọng nhất là phải đều đặn và trắng xóa, dồn vô là thấy duyên dáng tinh tế. Đó là loại răng rất là tốt nhất. Nhưng lại có nhiều loại răng mọc lộn xộn hay là răng đen. Nếu về phái nữ thì hôn nhân không được hạnh phúc lắm. Trong khi đó những người ham nói chuyện thị phi, nói lén nói xấu, những người đó thường hay bị nối răng lắm. Ngoài ra căn cứ vào bối tướng mà nói thì những phái nữ có răng cỏ trường hợp như vậy thì người đó nhất định cá tánh không được đàng hoàng. Cũng nghĩa là phái nữ đó miệng rộng, răng là bị hô ra. Những trường hợp kiểu răng như vậy về hôn nhân cá tánh thì bị trễ nải, nhất định phải ngoài 30 tuổi, điều đó cũng có hội trời xa quê nhà nữa, cũng rất là đi xa khỏi nơi mình sinh đẻ. Đối với môn miệng mà nói thì đó là bộ phận Hạ Đình, mà cũng là nơi vị trí quan trọng nhất của con người. Loại tốt nhất là mấy môi hướng lên trời, kiểu đó chúng tôi gọi là dưỡng nguyệt khẩu. Nếu vậy là người con hiếu thảo. Có một kiểu này thì cười nhiều được rồi. Nếu người có cái kiểu mấy môi hướng xuống đất thì biết dần dụng nụ cười. Nếu xấu cỡ mấy cũng níu lại được. Ngược lại nếu mấy môi cái đó mà hướng lên trời, đó là một điểm rất tốt. Chính cái đó cũng thể hiện cho thấy là cái đó sống được thoải mái hạnh phúc lắm. Con cái trong gia đình đều rất là hiếu thảo. Đối với những người mấy môi xệ xuống, chúng tôi gọi đó là phước châu khẩu. Nếu thời còn son trẻ mà bị kiểu phước châu khẩu như thế này thì gặp tai nạn. Cho nên bất cứ cái gì liên quan tới nước thì phải cẩn thận mới được. Vấn đề hôn nhân cũng không được hạnh phúc lắm. Vậy đó. Ở hoàn cảnh hiện tại chúng tôi thường thấy những người môi rất mỏng, vì khoa nói rất là hay, có sự phản ứng nhanh nhẹn.
Như chúng ta thường thấy, những người làm nghề bán hàng hay là những người làm đại diện cho thương nghiệp, công ty, chúng ta nhìn thấy thì môi người ta rất là mỏng vô cùng. Cũng nghĩa là tài ăn nói của họ rất là hay, dùng cái miệng để mà kiếm ăn. Còn những người môi dày thì phản ứng rất là chậm chạp, không thích hợp làm nghề như nói trên. Bởi vì họ không phải là những người chuyên môn lường gạt, bởi vì bẩm sinh không tài cho họ ăn nói. Bây giờ cũng may là cái môi tôi dày nhưng tính tình lại thật thà. Anh à, thì Cường à, xin thầy hãy nói luôn bộ phận càm. Bởi vì tôi biết vị trí hạ định bao gồm luôn cả càm. Thật ra càm của mình có thể cho mình biết được thời vận lão niên nữa. Ngoài những việc như vậy còn biết được cái gì nữa không? Thật ra càm có thể thay thế luôn cá tánh của từng người đó mà. Nếu càm người nào ngắn hay là không có càm thì biểu hiện cho thấy người đó rất dễ nóng nảy, ăn nói hay đụng chạm. Khi tới tuổi già sức khỏe bị yếu hay là bị đau tim nữa đó mà. Ngược lại chúng ta thấy những ông già bà già tới cái tuổi 80-90 thì thường thấy là cái cằm dài ra, mõm lên, xương cằm hai bên rất là tròn trịa. Những người đó sống rất là dài. Có nhiều người cằm của họ bị đường chẻ chia thành hai. Những người đó thường cho chúng ta thấy về năng khiếu nghệ thuật rất là giỏi, rất thích hợp làm nghề diễn viên hay là nghệ sĩ, hoặc là những gì liên quan tới nghệ thuật. Nhưng nếu cằm của mình bị tổn thương hay là bị đường ngang xéo qua hay là bị lăng nhăng ở chỗ đó thì mà là đúng chỗ quan trọng của hạ đình thì cho chúng ta thấy là dễ bị tai nạn nước sôi lắm. Thì cằm người đó nhất định sẽ bị giận thời không được may mắn hay là tự nhiên bị dơ bẩn thì dĩ nhiên phải chùi, càng chùi thì càng bị dơ thêm. Khí sắc như vậy báo cho mình biết trước, người đó sẽ bị tai nạn dù trí hiểm, cho nên phải coi chừng nước. Chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ thoát khỏi tai nạn. Thành thật cảm ơn thầy Lưu Diệu Cường. Sau khi quý vị khán giả đã nghe xong sự trình bày của thầy Cường, chắc chắn quý vị khán giả đã biết được thời thế của mình từ gương mặt sẽ như thế nào. Nếu thấy đời mình không được may mắn thì cũng không cần phải lo đâu, chỉ cần mình làm nhiều việc phước đức, làm nhiều điều lương thiện thì sẽ được tai qua nạn khỏi. Tại vì người ta thường nói tướng do tâm xuất ra mà.